chào cả lớp. Như các em đã biết, lớp chúng ta vừa mới gặp lại nhau sau một thời gian giãn cách rất là dài. Đi học. Hay là ngày hôm nay chúng ta chào đón nhau bằng một tiết mục văn nghệ có được không nhỉ? Em Hà, nghe nói em rap rất là hay, em có thể rap cho cả lớp một bài được không? Xin mời. Chào mừng các bạn đã đến với trải nghiệm với con gái đi. Gái đi. Vãi cả. Cũng được. Mà em Bình, em có thể làm tốt hơn được không? Làm cái gì đâu. Xin mời em. Xin tự giới thiệu tên chị là Simmy. Tên của bác là phong cách của chị. Sao điểm tiếng Anh của các cậu thấp thế ạ? Tôi nói cho các cậu biết nhé, ra xã hội mà không có ngôn ngữ thứ hai ấy, thì các cậu không làm ra được cái gì đâu. Thầy ơi, bọn em có ngôn ngữ thứ hai mà. Cái gì? Ngôn ngữ nào? Bừ bừ, lửa màu. Đặc mìm đặc quá. Mày ơi, cái thằng này. Nói một ngôn ngữ nào mà có thật thế nào? Nhéo. Cái Nhật đó. Miền ta thì xa bằng hê ê ê ê. Mày ơi, cái thằng này. Không chơi cái tiếng Nhật vớ vẩn đấy nữa. Còn thứ tiếng nào khác không? Này chú papi, chắc anh trở thành mô nha nhô. Anh đưa em lên sofa xem phim như là chú papi. Mày ơi, cái thằng này. Tôi phải nói thật một câu nhá, tôi chưa thấy cái lớp nào mà ý thức kém như thế này cả. Thầy chắc chứ. Sao cái lớp bên cạnh thầy cũng nói như vậy? Sao cái lớp khóa trước thầy cũng nói như vậy? Sao lớp nghèo thầy cũng nói như vậy? Thế cuối cùng ai mới là người kém nhất? Mày ơi, cái thằng này! Một người nổi tiếng đã nói, đến với nhau là do duyên phận. Vậy thì xa nhau là do cái gì? Do trà xanh ấy thầy ạ. Mày ơi, cái thằng này. Đố các em, sau khi chinh phục được một đỉnh núi, người ta sẽ cắm cái gì lên đó? Cắm sừng lại thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh em. Cắm sừng lại thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em. Cắm sừng em. Mày ơi, cái thằng này. Chết rồi, hỏng hết rồi. Ở nhà bố mẹ các cậu không dạy các cậu cái gì à? Mama tell me. Người mà hơi chút nói đạo lý thì thường là người sống như loài hương lớn. Tránh xa em một chút. Biến đi trong một phút. Mày ơi, cái thằng này. Thế rốt cuộc cái thời gian cách ly các cậu học được cái gì? Bọn em học nhảy thế ạ. Hả? Nhảy á? Nhảy cái gì? Em đến để rồi đi. Để làm chi? Để giờ gieo vẫn cứ trong lòng anh bao sầu bi. Làm gì ở cái ngân bàn kia? Dạ, em có làm gì đâu thầy. Đưa ra đây nhanh lên. Có đưa cái gì? Tôi bảo đưa ra đây cơ mà. Nhanh lên. Đưa cái gì ạ? Đưa ra đây. Đưa cái gì ạ? Đưa cái tay ra đây. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhớ. Bên ngoài thế giới trên cao đất dày. Ở trong tim có anh em chất đầy. Mày ơi, cái thằng này. Học sinh lớp khác thì ghi nhau 10 điểm. Còn các cậu thì sao? Thế ơi, bọn em còn hơn cả 10 điểm cơ. Hơn là nào? Là bọn em được sát. Đè chết 10 luôn thầy ơi. Mày ơi, cái thằng này. Tôi đố các cậu, đáp án của phép tính này là số mấy? Là số 2 thầy ạ. Chính xác. Vậy thì tôi đố tiếp, lớn hơn số 2 là số mấy? Là tứ quý thầy ạ. Mày ơi, cái thằng này. Đố các cậu, những
người mà đến muộn về sớm thì gọi là cái gì? À, là ăn non thế ạ. Mày ăn cái gì? Lời xin lỗi là rất quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ, mà đặc biệt là với người lớn tuổi. Các em hãy thử nói một lời hối lỗi với người lớn tuổi xem nào. Sư phụ ơi, đồ nhi làm sư phụ thất vọng rồi. Mày ăn cái gì? Một người là nguồn cảm hứng của tác giả thì người đấy được gọi là gì? À, là nàng thơ đấy ạ. Chính xác, rất chính xác. Vậy thì tác giả sẽ nói gì với người đấy nào? Em không là nàng thơ. Mày ăn cái gì? Hãy kể cho tôi nghe cái mất mát lớn nhất của các cậu vào đầu năm là gì? Dạ là khi bị mẹ thu hết lì xì thầy ạ. Mày ăn cái gì? Khi mà mượn đồ của một ai đó, các em sẽ nói gì để cho người ta tin tưởng? Mày em trả. Chắc chắn mày trả luôn. Thật sự em quá uy tín luôn. Mày ăn cái gì? Tôi chán các cậu lắm rồi. Bây giờ có cái cách nào để cho các cậu học giỏi lên?